Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ sáu ngày 22 tháng 10 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Thư Sài Gòn, sức sống của người dân mãnh liệt khi hết bị phong tỏa. Cảm xúc của người dân thành phố Hồ Chí Minh sau 2 tuần sau khi lệnh giãn cách được nới lỏng được thể hiện qua một lá thư từ Sài Gòn của tác giả Song Mây. Nội dung được chia sẻ: trong nửa tháng qua, điều vui nhất là tôi đã gặp gỡ được thân nhân và bạn hữu sau 84 ngày chỉ nhìn thấy nhau qua màn hình hoặc lắng nghe nhau qua điện thoại. Còn bạn tôi vui nhất là được con gái chở xe gắn máy vi vu qua các đường phố và không bị bọn bán rau đè đầu cưỡi cổ. Đây là hình ảnh giao thông nhộn nhịp trở lại tại trên đường Phạm Văn Đồng, Bình Thạnh chiều ngày 6 tháng 10. Giờ nhiều người bán phải cầu cạnh người mua. Chợ truyền thống gần nhà tôi đã mở cửa, còn chợ tự phát chưa được phép, nhưng giờ tôi có thể mua thực phẩm bất cứ ở đâu mà không cần đến chợ hay siêu thị. Đỡ phải trình giấy đã trích đủ 2 mũi hoặc chia thẻ xanh Covid trong điện thoại. Chung quanh khu phố tôi ở, sau ngày 1 tháng 10, bỗng mọc lên rất nhiều cửa hàng bán thực phẩm tươi sống và thực phẩm khô các loại. Nhiều người thuê nhà làm ăn trước dịch vụ này trả lại mặt bằng và các ông bà chủ tự mở ra hoặc tạm thời cho thuê giá rẻ để bán thực phẩm. Trong 2 tuần nay, người bán cầu cạnh người mua với giá cạnh tranh vì thời gian phong tỏa gần 3 tháng đã phát sinh chợ online ở mỗi quận huyện, chưa kể sự gia nhập của đội ngũ nghiệp dư chưa bao giờ đi bán thực phẩm. Để tồn tại, số người buôn bán uy tín tôi biết ở chợ sau ngày 1 tháng 10 thì sẵn sàng nhận đơn hàng qua điện thoại và giao hàng tận nhà miễn tiền ship. Trò chơi đã quay đầu khi mỗi ngày tôi đều nhận được tin nhắn mời chào mua đủ thứ mặt hàng, ngay cả những công ty chuyên phân phối thịt sạch như Mutt Deli, Kitchen vân vân, trước phải mua canh nửa đêm lên mạng mới mua được hàng hoặc phải ngậm ngùi nhìn đơn hàng bị từ chối vì địa chỉ trong vùng đỏ hoặc địa chỉ ngoài vùng phục vụ. Nay cũng hạ mình với nhiều combo giá ưu đãi. Cũng hôm 17 tháng 10, khi đi Củ Chi bằng xe gắn máy, tôi lại thấy cảnh các xe đẩy chở rau củ, trái cây, đồ biển, thịt heo, thịt bò vân vân đậu dài dài hai bên quốc lộ 122 và xuyên Á đến mỗi ngã tư. Tiếng giao hàng tự động phát ra từ loa ồn ào hệt như trước dịch. Đây là hình ảnh phố ẩm thực Hồ Thị Kỳ, quận 10, đông đúc tối ngày 19 tháng 10. Giá cả thực phẩm và trái cây bán trên các loại xe di động này y như trước khi dịch bùng phát, thậm chí là rẻ hơn. Khi một cân khoai lang chỉ 20.000, một ký cam xoài chỉ 25.000. Sức sống của Sài Gòn thật mãnh liệt. Chỉ cần chính quyền để yên cho họ làm ăn, họ sẽ tự kiếm việc để có tiền sinh sống, không trông chờ vào tiền trợ cấp và quyền đi lại. Chiều ngày 30 tháng 9, tôi đi một vòng quanh quận mà mình ở và thấy toàn bộ các rào chắn đã được tháo bỏ. Sự tự do đi lại giữa các con hẻm, con phố trong quận là điều hiển nhiên trước kia bỗng trở nên quý giá quá đỗi. Việc dỡ bỏ rào chắn đã được thực hiện nhanh ở các quận trung tâm, nhưng vùng ngoại ô ở chỗ anh tôi ở thì sang tuần thứ 2 của tháng 10, các con đường mới hoàn toàn thông thoáng. Khi đến thăm anh vào ngày 3 tháng 10, có những con đường dẫn vào nhà anh vẫn bị rào chắn và tôi buộc phải đi vòng. Cũng trong tuần đầu tiên của tháng 10, thông tin từ 1 tháng 10, người dân ra đường không có lý do chính đáng vẫn bị xử lý đã gây ra sự lo ngại. Ai cũng sợ bị lực lượng chức năng hành tội giống như kiểu hàng hóa thiết yếu trong thời gian phong tỏa. Cho đến nay, ra đường cũng nhiều lần, tôi chưa bao giờ bị chặn lại, cũng không thấy ai phàn nàn về việc phải trình bày lý do. Khi đi ngang qua những ngã tư, ngã ba đông người, tôi vẫn thấy cảnh công an tuyết còi xe dừng lại. Vì thế, để đề phòng, tôi phải lận lưng người tờ giấy chứng nhận đã chủng ngừa 2 mũi. Vì cập nhật thông tin trên app sức khỏe của Bộ Y tế và Sở Y tế thì kết quả lần nào cũng cho rằng tôi chỉ mới trích có 1 mũi mà thôi. Đây là hình ảnh tra cứu thông tin tiêm chủng bằng ứng dụng sổ sức khỏe điện tử trên điện thoại thông minh. Để giấy thông hành đó không bị mòn, tôi phải đem nó đi ép nhựa. Chung quanh tôi, ai trên 18 tuổi cũng đã đi chủng ngừa. Việc chủng ngừa được vét đến từng tổ dân phố. Quận của tôi may mắn là không nghe ai than trách bị trích thuốc Trung Quốc. Nhưng ở vùng ngoại ô Sài Gòn và ở Đà Lạt, nơi thân nhân tôi cư ngụ, có người buộc lòng phải trích thuốc tàu để có giấy thông hành đi làm và di chuyển liên tỉnh. Tiền trợ cấp, trong khi ở quận 1 và quận Phú Nhuận, trẻ em và những người dân không có lương hưu, lao động tự do được nhận tiền trợ cấp 1 triệu đồng từ phường vào hồi đầu tháng 10, thì ở quận Tân Bình
cô giúp việc theo giờ trong xóm mà tôi biết chỉ nhận được có 1 triệu đồng trong gần 3 tháng. Trong khi cô đang nuôi hai đứa cháu đang tuổi đi học và không thể kiếm tiền trong thời gian đó. Vùng ngoại ô, nơi người cha già và anh tôi vẫn ở, chỉ nghe hứa hẹn sẽ có trợ cấp chứ chưa ai được lãnh đồng nào. Cha tôi và anh tôi không có lương hưu, sống bằng tiền cho thuê sân bán hàng và suốt hơn 3 tháng chợ toàn đóng cửa. Cô bán cá quen người chợ tạm trú ở huyện Hóc Môn gần 10 năm nay, nhưng dịch từ năm 2020 đến nay không có trợ cấp. Hỏi thì ông tổ trưởng nói rằng lên mạng mà lãnh. Cô gọi tổng đài 1022 xin hỗ trợ thì tổng đài nói về phường, xã, tổ dân phố mà hỏi. Đây là hình ảnh rất nhiều người thiếu đói trong dịch Covid không thể tiếp cận được với gói trợ cấp của chính phủ. Rõ ràng việc trợ cấp cho dân nghèo có thông báo chung chung trên báo đài, nhưng từng địa phương làm như thế nào là quyền của họ và lập danh sách để phường, xã lựa chọn cũng là quyền của tổ trưởng. Và áp lực tiêm vaccine như thế nào? Cha tôi bị đau răng, ông mới trích một mũi và không đủ điều kiện đến bệnh viện răng hàm mặt. Một nha sĩ mà tôi quen nói rằng các bệnh viện răng hàm mặt và phòng khám răng chỉ được hoạt động 50% công suất và chỉ nhận các bệnh nhân đã chủng ngừa đủ 2 mũi. Tuy vậy, ngay cả bệnh nhân đã chủng ngừa 2 mũi thì cũng phải test COVID với giá 200.000 đồng một người. Nếu kết quả âm tính mới được khám chữa răng. Có vẻ như điều kiện chủng ngừa đủ 2 mũi vaccine ở các bệnh viện, phòng khám, công ty và ngành du lịch nội địa đã trở thành sức ép đối với người không muốn chủng ngừa. Đến ngày 17 tháng 10, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đã có trên 98% người dân trên 18 tuổi chủng ngừa mũi 1 và trên 76% người dân trên 18 tuổi chủng ngừa đủ 2 mũi. Như vậy, số người dân không muốn chủng ngừa vì nhiều lý do chỉ là thiểu số và số này có thể bị cư xử phân biệt ở một số nơi, trong đó có việc khám chữa bệnh, đi làm ở văn phòng và di chuyển bằng máy bay. Đáng lo ngại nhất là thông tin chủng ngừa vaccine cho thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 22 tháng 10. Ngành y tế dự định trong vòng 5 ngày sẽ trích xong mũi 1 cho khoảng 780.000 thiếu niên ở Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng lại không thông báo rõ ràng là loại vaccine gì. Đây là hình ảnh người dân xếp hàng chờ tiêm vaccine ở quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Y tế còn đưa ra mục tiêu đến quý 4 năm 2021 sẽ trích đủ 2 mũi vaccine cho hơn 8 triệu thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi và sau đó tiến hành việc chủng ngừa vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 3 đến 11 tuổi. Vaccine phòng COVID-19 cho thiếu niên hiện nay phổ biến nhất là Pfizer của Mỹ và Đức hay Moderna của Mỹ cũng chỉ là loại phê duyệt khẩn cấp, chưa có loại nào được phê chuẩn hoàn toàn như Pfizer dành cho người trưởng thành. Cha mẹ hay người giám hộ của thiếu niên sẽ là người ký đồng ý cho trẻ em được chủng ngừa và liệu họ có chịu nổi áp lực nếu trong tương lai loại vaccine được phê duyệt khẩn cấp hiện nay sẽ gây ra hậu họa cho con cái của họ hay không. Điều bất hợp lý nhất là hiện nay hàng không nội địa từ chối vận chuyển thiếu niên và trẻ em với lý do là bọn trẻ chưa được chủng ngừa. Ngành hàng không chỉ vận chuyển thiếu niên hay trẻ em đã là F0 được chứng nhận khỏi bệnh, rõ ràng là kiểu đối xử phân biệt chứ không phải là bảo vệ trẻ em. Và kiểu đối xử phân biệt này liệu có đủ gây sức ép để người lớn buộc lòng ký đồng ý chủng ngừa vaccine cho thiếu niên và trẻ em của họ mà chưa rõ tác dụng phụ nào sẽ đến trong tương lai? Điều này chính phủ phải lắng nghe và họ đã có điều chỉnh trong thời gian vừa qua. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ 6 ngày 22 tháng 10 năm 2021 với bản tin Sức sống của người dân thật mãnh liệt khi hết bị phong tỏa. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.